Ngay sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, vào tối qua ngày 17 tháng 7, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại quận Liên Chiểu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Đến kiểm tra khu vực phong tỏa tại phường Hòa Khánh Bắc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ y tế, lực lượng công an, dân quân phường, nhất là lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch khi phường Hòa Khánh Bắc đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quận Liên Chiểu cần làm quyết liệt hơn nữa công tác giám sát cách ly, vận động người dân tại khu phong tỏa thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như quy định giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phải động viên bà con chịu khó 1-2 ngày là ở yên trong nhà để mình tổ chức phòng lấy mẫu và có kết quả rồi về mình đánh giá có nguy cơ không có nguy cơ thì lúc đấy mình cũng có thể mình tính toán nới lỏng ra thì mình mới thực hiện cái 16 nó hiệu quả. Chứ còn bây giờ 16 nó chỉ có hình thức bên ngoài thôi, còn bên trong không phải 16 thì mai kia mình sẽ không có cái tác dụng gì về cái việc ngăn chặn được. Kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao công tác truy vết, xét nghiệm toàn bộ cho cán bộ, người lao động tại doanh nghiệp có ca nhiễm, đồng thời đề nghị ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, doanh nghiệp, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chủ doanh nghiệp cần chú trọng công tác vệ sinh tại chỗ để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Nhất đặc biệt tôi lưu ý là cái khu vệ sinh nhé. Chủ doanh nghiệp bây giờ phải lo cái câu chuyện đấy đấy. Để có cái sát khuẩn để cho người ra vào vệ sinh, tất cả vì khử khuẩn tay nắm cửa, tất cả cái đấy là cái nó lây là lây sẽ lây ở đấy nhiều đấy. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, đây là thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, kịp thời có phương án, kịch bản ứng phó, chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn.